Xin chào 500 anh em, chúng ta cùng đến với kênh của webthethao.vn và bóng chuyền Việt Nam, và tôi là Trung Kiên. Trước khi đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay thì xin mời anh em like, đăng ký kênh và đừng quên cho nhau một quả sẻ nhá. Và cũng không để anh em phải chờ đợi lâu thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Trong bóng chuyền thì có hai yếu tố rất là quan trọng để tạo nên một vận động viên thành công. Đấy chính là yếu tố sức bật và yếu tố chiều cao. Nếu như sức bật thì chúng ta có thể rèn luyện qua từng năm tháng tập luyện và thi đấu, thì yếu tố chiều cao thì dường như là không thể. Và riêng không chỉ với bộ môn bóng chuyền mà rất nhiều những bộ môn khác, các vận động viên của chúng ta thì thường lép vế với những vận động viên của các nước bạn về vấn đề chiều cao trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Tuy nhiên thì có vẻ như mọi thứ đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, khi mà rất nhiều những vận động viên của Việt Nam chúng ta đang có một chiều cao rất là tốt. Và trong đó thì chúng ta không thể bỏ qua những vận động viên ở bộ môn bóng chuyền. Và theo như những con số thống kê thì làng bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta hiện nay đang có rất nhiều những tay đập có chiều cao tốt và thuộc hàng top ở khu vực không chỉ Đông Nam Á mà còn là châu Á các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì webthethao.vn của chúng tôi cũng đã lựa chọn ra một đội hình gồm những vận động viên cao nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Và với đội hình này thì chúng ta cũng đã vượt mặt rất nhiều những cường quốc về bóng chuyền như Hàn Quốc hay Kazakhstan. Chúng ta chỉ xếp sau mỗi Trung Quốc mà thôi. Và không để cho các bạn phải chờ đợi lâu thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với đội hình 6 vị trí cao nhất trên sân, trừ vị trí libero mà webthethao.vn đã lựa chọn, để xem đâu là những cái tên cao nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Ở vị trí chủ công thì chúng ta có hai cái tên, đấy là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Tú Linh. Hai cô gái họ Trần chính là cặp đôi chủ công sở hữu chiều cao ấn tượng nhất hiện nay. Nếu như Thanh Thúy cao tới 1m93 thì Tú Linh cũng cao tới 1m80. Đây được coi là cặp đôi bù trừ cho nhau. Nếu như Thúy cò chuyên công thì Tú Linh lại thi đấu rất tốt ở hàng sau. Tại giải U23 châu Á vào năm 2019 thì cặp đôi chủ công này cũng thường xuyên được sử dụng và cho thấy được sự hiệu quả của mình. Với tuổi đời còn rất là trẻ, cả hai được dự đoán sẽ cùng với Đinh Thúy sẽ là những vị trí chủ công chắc suất ở đội tuyển quốc gia. Tiếp đến sẽ là vị trí phụ công, Bùi Thị Ngà và Lưu Thị Huệ là hai cái tên mà webthethao.vn chúng tôi đã lựa chọn. Đây là hai phụ công cao nhất Việt Nam và cũng như Đông Nam Á. Nếu như Bùi Thị Ngà cao 1m86 thì Lưu Thị Huệ cũng chỉ kém một chút về chiều cao mà thôi, khi cô gái này cao tới 1m84. Cả hai cũng chính là những phụ công tốt nhất hiện nay của bóng chuyền nữ Việt Nam. Khả năng tấn công, chắn bóng của cả Bùi Thị Ngà và Lưu Thị Huệ thì đều đã được chứng minh qua những trận đấu tại giải vô địch quốc gia vừa qua, và hay là góp công lớn vào việc đòi lại tấm huy chương bạc tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines vào năm 2019. Ngoài ra thì Lý Thị Luyến, người sở hữu chiều cao là 1m90 cũng rất đáng để kỳ vọng. Tuy nhiên thì cô gái này vẫn chưa thể cạnh tranh được vị trí ở đội tuyển quốc gia. Mặc dù vậy thì Lý Thị Luyến cũng được huấn luyện viên của Hóa chất Đức Giang, cũng là đội bóng mà Lý Thị Luyến đang thi đấu, đó chính là huấn luyện viên Hữu Hà, đánh giá là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Ở vị trí đối chuyền thì theo như chúng tôi nghĩ thì khó có cái tên nào có thể vượt qua được Nguyễn Thị Bích Tuyền. Không quá toàn diện như Hoàng Thị Kiều Trinh, nhưng mà Bích Tuyền thì lại là đối chuyền có khả năng tấn công tốt nhất hiện nay. Chiều cao là 1m87 cùng sức bật lên đến là 3m15. Bích Tuyền chính là nỗi khiếp sợ của mọi hàng chắn, và nhiều người thì ví von, đến cả các đội tuyển hàng đầu châu Á thì cũng không mấy người có sức bật và sức mạnh ấn tượng đến như vậy. Chuyền 2, vị trí này thì chúng tôi sẽ dành cho Đoàn Thị Lâm Oanh, cô gái đang thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank. Lâm Oanh chính là chuyền 2 có sở hữu chiều cao tốt nhất Việt Nam hiện nay, khi cao 1m78. Ở châu Á thì cô cũng chỉ kém chuyền 2 của Trung Quốc, Kazakhstan và nhỉnh hơn so với chuyền 2 của Hàn Quốc, Thái Lan hay Nhật Bản. Và vừa rồi là đội hình siêu to khổng lồ của bóng chuyền nữ Việt Nam do webthethao.vn chúng tôi lựa chọn. Nếu như các bạn còn cảm thấy chúng tôi thiếu sót một vài cái tên nào đó, hay là các bạn có quen biết những người chơi bóng chuyền mà có chiều cao tương tự, hoặc là muốn chúng tôi làm những video chất lượng hơn về bóng chuyền, thì hãy để lại bình luận ở dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.